Này là em đây nhá. Xe máy Phương Nam chào tất cả anh em quý khách nha. Đây đang xả xe ngày thứ hai. Khách đang đến coi rất là nhiều. Đây mình sẽ giới thiệu một số dòng GZ của cửa hàng này. Đây đang giảm mạnh từ 3 đến 20 triệu trên một chiếc xe tùy xe nhá. Giảm trong vòng 30 ngày, sau đó sẽ xe bán lại giá ban đầu nhá. Anh em nào có nhu cầu tranh thủ. Ủa cái chìa khóa xe đâu ra? Này có GZ rất nhiều này, đen có đỏ có nhá. À, màu đỏ thì bên mình đang còn khoảng hơn 10 chiếc cụ mới có luôn, giá là 6x trở lên, hơn 60 củ là có xe GZ đỏ nhá, còn mới khoảng trên 95% hết nhá, nó có rất là nhiều. Còn màu đen thì nhà mình có từ 23 đó đến 2021, ấy giá rẻ rất là 38 củ trở lên nhá, là có GZ 150 FP xăng phun điện tử này, đấy, rất là nhiều nhá, ấy 30 mấy củ trở lên là có xe rồi nha anh em. Đấy, GZ rất là nhiều luôn. Đó, anh em mà có nhu cầu liên hệ giúp mình nhá. Dì beo. Dì beo thì hơn 30 trở lên là có xe dì beo. Đó. Rất là nhiều xe nha. Rồi, tiếp theo mình xả luôn con Z1000 này nhá. Đấy Z1000. Đã ABS nha, bên bản đủ. Đã lên dàn áo của Z2017 này. Đấy, chống đổ cái thứ đầy đủ hết nha. Đó. Lên đầy đủ hết rồi nha. Đó. Thắng ABS nha. Xe rất là đẹp nha. Đó. Cọc cái bô này không là đã hơn 30 củ này. Đấy, bô này. Đấy, bô titan nha. Đấy. Bô này không là hơn 30 củ nha. Đó. Xe cực kỳ đẹp luôn. Rất là sướng luôn, nghe rất là sướng luôn. Con này trước mình đang bán là 195 củ. Hôm nay mình giảm cho anh em quý khách là 15 củ. Chiếc xe này là chỉ còn 180 củ thôi nha. Đấy, 180 củ thắng ABS nha. Đó. Đã lên áo 2017 nha. Xe về đi thôi. Anh em nào cần liên hệ giúp mình nha. Sài Gòn chính chủ nha. Đó rồi, ok. Anh em nào cần xe gì thì cứ bình luận phía dưới. Mình đang xả xe trong vòng 30 ngày. Đây, khách rất là đông này. Đấy, đang xem này. Xe gì cũng có nha anh em.